Chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người khám phá phòng trị liệu nhân tạo và những người bệnh trị liệu nhân tạo ở giai đoạn cuối. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến khám phá phòng trị liệu nha. Đầu tiên khi ta đến phòng nhân tạo thì ta xem cái áo luôn. Đây là cái áo quy định khi mà vô phòng trị liệu nhân tạo sẽ mặc áo vô. Cái áo này nó hơi bự và quy định là khi mà vô phòng nhân tạo thì ta sẽ quy định một cái áo này. Và trước khi mà vô ta sẽ mang đôi dép. Đôi dép này là quy định của phòng nhân tạo, ta sẽ mang đôi dép nữa. Đây là cái kệ dép. Dép này là quy định là vô phòng nhân tạo ta mang đôi dép. Không có mang dép ở ngoài vô được. Tại vì cái giữ sạch sẽ vệ sinh đó, không cho mang dép ở ngoài vô. Và mình sẽ dẫn mọi người vô phòng trị liệu nhân tạo nha. Đây là sơ qua của phòng trị liệu nhân tạo. Đây là những bệnh nhân ở giai đoạn bị suy thận mãn giai đoạn cuối, họ sẽ bước vào giai đoạn là trị liệu nhân tạo. Thì đa số những người bị thận ở giai đoạn cuối đa số là những người lớn tuổi, những người già. Và những lớp trẻ cũng ít lắm, những ít lắm, đa số là tỷ lệ ít thôi, tỷ lệ là khoảng 70%, còn 70% còn lại là những người già lớn tuổi, ở độ tuổi là 60 đến 70 thì họ sẽ bước vào giai đoạn là giống như là họ bị suy thận đó. Khả năng ở Việt Nam mình là suy thận rất là cao. Và mình giới thiệu sơ qua cái máy trị thận. Đây là cái máy trị thận nhân tạo. Nó có dụng là lọc chất độc. Rồi chất độc trong cơ thể và lấy đi lượng nước trong cơ thể ra của bệnh nhân ra. Khi mà người bệnh nhân ở giai đoạn cuối á, thì họ không còn đi tiểu được nữa, thì họ hệ bài tiết họ không còn hệ bài tiết được nữa, thì lượng nước trong cơ thể nó sẽ ứ lên, nó sẽ phù người ra. Và cái máy trị nhân tạo này sẽ giúp cho cái người trị nhân tạo đó, họ sẽ lọc cái chất độc và lọc đi lượng nước trong cơ thể ra. Ví dụ như trước khi trị nhân tạo đó, mình ví dụ nha, mình sẽ cân lên, đây là cân điện tử, người bệnh nhân sẽ cân lên là 52 kg ký 3, mà khi trị thận xong á thì họ sẽ còn 50 kg, họ sẽ còn 50 kg thôi, họ sẽ rút nước ra và giúp cái tập trong cơ thể ra, giảm lượng trọng lượng cơ thể xuống còn 50 kg. Đó là cái cân là trước khi người bệnh nhân chạy thận họ sẽ cân trước, họ sẽ lên vô phòng nhân tạo. Và đây là cái máy thận nhân tạo. Và nhờ cái máy thận nhân tạo này mà những người bệnh nhân đó họ có thể là sống được 5 đến 10 năm và cũng nhờ cái nhân tạo này. Đây là cái máy thận nhân tạo nhập từ nước ngoài về. Và đây là một bệnh nhân, cũng là người mẹ của mình, đã chạy thận hơn 5 năm qua. Của mẹ mình đã năm nay cũng suy thận ở giai đoạn cuối và chạy thận hơn 5 năm qua. Và những người bệnh thận thường là họ chạy vào hai cánh tay của họ là giống như là sự sống của người chạy thận nhân tạo vậy. Họ sẽ gắn hai cây kim vào hai cánh tay, họ sẽ chạy. Và ngoài ra cổ với đùi là chạy tạm thời, nhưng mà hai cánh tay là quan trọng là chạy hai cánh tay. Và những người mà ở đây là những người điều dưỡng, họ có công việc hàng ngày là giúp những người bệnh nhân đó trở lại với xã hội, trở lại với gia đình, thì công việc của họ rất là quan trọng. Giống như họ giống như là một thiên thần, thẳng hơn là một thiên thần, họ không phải là con người nữa. Và những người công việc đó rất là đáng cao quý và trân trọng hơn trong xã hội. Thì chúng ta hôm nay có một gì đâu công gì đâu công chúng đang có công việc là quét dọn sạch sẽ. Thì sau khi là bệnh nhân đó thì ở đây bệnh nhân họ chạy thường là phòng ca cũng chạy theo ca cũng 4-5 ca gì đó, phòng ca thường là 4 tiếng, cứ sau 4 tiếng thì họ sẽ đi về, và một tuần sẽ chạy ba lần như vậy. Để mà nếu mà không chạy đúng 3 lần thì chất độc trên cơ thể nó sẽ ứ lại, nó gây cho người bệnh thận là mệt mỏi, thì họ sẽ chạy thận là 1 tuần 3 lần. Và một lần như vậy là chạy thận 4 tiếng. Và khi chạy như vậy đó, thì mà ví dụ 6 giờ đến 10 giờ là một ca. Thì xong một ca như vậy thì cái vị đạo công đó sẽ cho sạch sẽ thay ga lại. Cái nhiệm vụ là thay ga. Và họ sẽ, mà vị đạo công đó sẽ bảo cái người bình thường, người đi ca tiếp là thế ca ở vô chạy thận. Và cứ thế và cứ cách một ngày là một ngày.
Và những ngày Tết, những ngày lễ thì những điều dưỡng đây họ không hề nghỉ, và những người thận cũng vậy, họ không hề nghỉ, cứ tiếp tục những ngày như vậy, họ sẽ chạy thận liên tục, không có nghỉ ngày nào cả, trong năm trong tháng luôn. Và bác sĩ và điều dưỡng ở đây họ cũng, đặc biệt là các bác sĩ khác không biết nghe, nhưng mà ai điều dưỡng là họ không có nghỉ những ngày đó. Tết lễ gì mùng 1, Tết mùng 2, Tết họ không vô làm bình thường hết, nên công việc của họ rất là đáng trân trọng. Nếu mà xong rồi, đã rồi, đã tới qua. Đây là cái lượng nước để lọc ra, còn đây là cái đường dây để lọc mà vô cái hai cái ống dây để lọc cái lọc ra. Đây là những dây nước vô nước biển. Nên mình có một lời khuyên cho các bạn là khi mà trong quá trình mà tuổi còn trẻ đó, đừng nên ăn chơi hay là gì đó, chúng ta hãy sống lành mạnh chút xíu, đừng uống rượu bia nhiều quá để cho giữ cho thận chúng ta luôn luôn tốt. Tại vì chúng ta hãy noi gương những người bị thận ở đây thì họ sẽ cố gắng, giống như là họ không còn sức sống nữa, họ nhờ máy chạy thận để mà họ sống thôi. Nên chúng ta hãy quý những thận của mình khi mà còn trẻ, thì mình chỉ có một lời gắn cho các bạn vậy thôi. Cảm ơn các bạn ạ.